Những gã giang hồ khét tiếng Đồng Nai phần số 1. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Cố ý gây thương tích, đánh bài, chiếm đoạt tài sản, không có hoạt động nào mà không có mặt của ông trùm Hưng Vườn Điều. Còn với Long Thành thì hắn vốn chỉ là kẻ ăn cắp vặt, nhưng lại có đầu óc mưu mô đầy xảo quyệt. Kẻ hai lần vào tù. Trong một thời gian dài, người dân Đồng Nai hễ nghe thấy tiếng tăm các ông trùm như Long Thanh, Hưng Vườn Điều, Châu Cao, Mai Sò, Hòa Phố, Hero, Cương Cầu Xéo là lại kinh hồn bạc vía. Giới giang hồ đất cảng Hải Phòng trước năm 1990 đã bắt đầu để ý đến cái tên Phạm Duy Hưng, sinh năm 1967, quê tại Hải Phòng. Thời điểm này thì bà trùm Dương Hòa xưng hùng xưng bá trong chốn giang hồ. Thời Hưng Thịnh, bà trùm này từng đụng độ chuyện làm ăn với nhiều ông trùm lớn phương Nam như ông trùm Nam Cam thành phố Hồ Chí Minh và chẳng bao giờ chịu kém cạnh kẻ nào. Và nghiễm nhiên, hoạt động của bà trùm này ở đất Hải Phòng phải thuộc dạng chiếu trên trong thế giới ngầm. Trước năm 1990, nhiều chuyện làm ăn của Hưng bất thành do có sự cạnh tranh. Hưng bắt đầu nghĩ hắn phải vùng lên, cạnh tranh với những kẻ dám đương đầu giành chuyện làm ăn với hắn. Có lợi thế là kẻ biết về cấu tạo và hoạt động của các loại súng ống. Hưng nảy sinh kế hoạch tìm vũ khí nóng cho các băng nhóm giang hồ. Hưng cùng với một số đàn em thân tín về những miền biên giới để tìm mua. Sau đó thì hắn móc nối với các ông trùm băng đảng ở Hải Phòng để phục vụ cho những cuộc thanh toán lẫn nhau. Hoạt động bành trướng của ông trùm cung cấp vũ khí rất tinh vi nhưng cũng sớm bị công an Hải Phòng phát hiện. Khi công an Hải Phòng ập vào nhà của Hưng, trong nhà của hắn đang tàng trữ một số vũ khí nóng trái phép, hắn nhanh chóng bị tóm gọn và ra trước vành móng ngựa. Sau khi ra tù vào năm 1991, Hưng không ngờ rằng ở đất cảng đã đổi thay quá nhiều. Hưng ra tù với hai bàn tay trắng, đàn em đã đầu quân cho những thế lực mới, hắn trở thành kẻ bơ vơ. Biết giang hồ sống sau, xô sống trước, Hưng hết đất làm ăn Hải Phòng, hắn bèn nghĩ đến nơi nương tựa mới. Bây giờ, giới giang hồ miền Nam có đôi phần để phục những hoạt động của những băng nhóm tội phạm ở miền Bắc, đặc biệt là những băng nhóm nổi trội của đất cảng. Nghĩ đến điều này, thì Hưng đã tìm cách bỏ quê nhà để đến Đồng Nai. Trong đầu của Hưng luôn nghĩ, một ngày nào đó khi xây dựng được thế lực, hắn sẽ quay trở lại quê nhà. Khi rời quê nhà vào Đồng Nai, Hưng thường trú tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Hưng bắt đầu có những phi vụ phạm tội. Thời gian sau năm 1991, Hưng chỉ xem Đồng Nai là nơi nương tựa tạm thời của hắn. Hắn vẫn thường lui tới giữa Đồng Nai và các tỉnh phía Bắc để hoạt động phạm tội nhằm tránh bị theo dõi bởi lực lượng chức năng. Ở Hải Phòng, tuy đàn em của Hưng một số đã đầu quân cho những băng nhóm khác, nhưng khi đại ca Hưng trở về thì chúng vẫn tiếp đón. Khi Hưng trình bày một số phương án làm ăn ở mảnh đất mới, hắn nhanh chóng được các đàn em ủng hộ. Từ đó thì Hưng và đàn em thường xuyên có những phi vụ phạm tội táo tợn. Sau này thì những hoạt động phạm tội của ông trùm này mới được phanh phui và hắn phải chịu tội. Ở Đồng Nai lúc bấy giờ thì các băng nhóm tội phạm chỉ mới nhen nhúm thì chỉ nghe danh của ông trùm Hưng Hải Phòng là bạc vía. Nhưng hoạt động của Hưng nhanh chóng đã bị cơ quan công an Đồng Nai phanh phui. Và đến năm 2001, Hưng bị Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa tuyên phạt 12 tháng tù giam vì tội cưỡng đoạt tài sản. Và kẻ đối đầu, khi ông trùm Hưng Hải Phòng sổ khám thì Nguyễn Văn Long, tự là Long Thanh, sinh năm 1979, ngụ tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, kẻ mà sau này sẽ trực tiếp đối đầu với Hưng, bắt đầu được trả tự do. Long vốn chẳng có gì để giới giang hồ Đồng Nai lúc bấy giờ phải chú ý bởi y chưa hề có thành tích nào nổi trội đáng nể phục. Thuở nhỏ thì Long vốn là con út trong gia đình nên hắn được chiều chuộng hết mực. Đến lúc Long ở độ tuổi trưởng thành thì hắn thường chơi bời với những thành phần bất hảo ở địa phương, rồi tham gia vào những trò chơi đỏ đen. Trong quá khứ của Long, hắn cũng từng đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở quy mô nhỏ và khi thua trận thì nợ nần chồng chất, hắn sẵn sàng sử dụng thủ đoạn mạt hạng ăn cắp. Ngay cả ngoại hình của Long cũng không có gì gọi là phi phàm dữ tợn khi sở hữu mái tóc hai mái, mặt quắc tơi dơi, da trắng bợt thiếu sức sống. Tròn 20 tuổi, Nguyễn Văn Long đã phải đi trại giáo dưỡng vì tội trộm cắp tài sản. Đến tháng 1 năm 2001, mãn hạn 2 năm giáo dưỡng. Nhưng bản chất ham chơi biến làm đã ăn sâu vào trong con người của hắn. Mộng bá chủ Đồng Nai bắt đầu được hắn nhen nhúm. Để xây dựng thanh thế, Long dựa vào miệng lưỡi, bị đặt ra những câu chuyện mà trong câu chuyện ấy hắn tỏ ra là kẻ nguy hiểm hành động côn đồ. Vào thời gian này thì Long không có nghề nghiệp ổn định, tài sản của Long chỉ là chiếc xe Honda đời 78. Hắn bắt đầu manh nha tiến đến các sòng bạc trên địa bàn phường Hố Nai để chơi, nhưng nhờ vào khả năng của mình, Long đã thắng nhiều trận bạc nên được một số đàn em tin cậy. Thắng vậy, Long bắt đầu xây dựng vây cánh, tổ chức những sòng bạc quy mô nhỏ, chuyện chơi bịp bợm để móc túi dân có tiền.
Suốt từ năm 2001 đến năm 2006, thì Long đã đánh bạc và tổ chức đánh bạc biệp với lực lượng đàn em hùng hậu, hắn dần trở nên giàu có và chiếm được vị trí đứng đầu trong giới giang hồ Đồng Nai, cả về thế lực lẫn gia tài. Giang hồ Đồng Nai bắt đầu đặt cho hắn cái biệt danh là Long Thanh. Cái tên này đã đưa Long lên hàng chiếu trên trong giới giang hồ. Lúc Long Thanh hoạt động và chiếm vị trí đứng đầu giới giang hồ Đồng Nai thì Hưng Vườn Điều vẫn còn nằm dài trong khám. Sau khi mãn hạn tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tháng 2 năm 2003, Hưng lại sổ khám vì tội tham gia đánh bạc. Trong thời gian này, Hưng còn bị nghi có dấu hiệu phạm tội liên quan tới việc chạy án của tỉnh Hải Dương. Theo hồ sơ, năm 1998 tại Hải Dương, Hưng đã gây ra tội cướp tài sản và làm nhục người khác. Ngay sau khi gây ra vụ việc, Hưng trốn biệt vào Nam và bị phát lệnh truy nã. Khi Hưng đang thụ án 6 tháng vì tội tham gia đánh bạc tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, thì y bị phát hiện là đối tượng đang bị truy nã, nên cơ quan tố tụng tiếp tục tăng nặng hình phạt của y. Năm 2006, Hưng ra tù. Lúc này hắn biết Long Thanh là kẻ đang chiếm vị thế của mình, nhưng hắn không màng tới vì rằng Long Thanh chỉ là hàng tép riêu trong mắt của Hưng. Vừa ra tù, Hưng đã sớm quay lại con đường tội phạm. Bên cạnh đó, hắn được một số giang hồ cộm cán nguyện phục vụ dưới trướng vì những thành tích nằm khám của Hưng. Kẻ phản trắc bị thanh toán. Sau khi ra tù và nhanh chóng chiếm lại vị thế đàn anh trong giới giang hồ Đồng Nai, Hưng Vườn Điều nhận thấy cần phải có những lực lượng đồng cốt nhằm oanh tạc trên chiếu bạc. Vì vậy, Hưng đã cất công ngược về phương Bắc tìm kiếm thủ hạ. Ngay trước còn hoạt động ở Hải Phòng, vì thế hắn còn có tự là Hưng Hải Phòng. Hưng từng nắm trong tay nhiều đàn em thân tín nên chuyến ngược về này hắn muốn chiêu mộ những tay đao búa này vào cùng hợp sức làm ăn. Được khai thông thế bế tắc vì không có thủ lĩnh, đàn em của Hưng ở Hải Phòng răm rắp nghe theo lời của đại ca Nam Tiến tìm cơ hội bành trướng. Cùng đi trong chuyến này có nhiều tên cộm cán như Đặng Quang Toàn tự là Toàn Đen, Phạm Trung Tâm tự là Tâm Còi, Trương Văn Thọ tự là Thọ Đen, Lê Văn Hùng tự là Soi, Dương Văn Bằng tự là Bằng Heo, Phạm Hữu Tước tự là Thành, v.v. Không chỉ hoạt động ở Đồng Nai, Hưng còn điều thuộc hạ ở các vùng lân cận như Lâm Đồng, Bình Dương, Vũng Tàu bằng hàng loạt các hoạt động phạm tội. Để thu lợi bất chính, ông Trùm Hưng Hải Phòng thường xuyên tham gia các chiếu bạc, đồng thời hắn cũng thường xuyên tổ chức những trò bạc biệp để đánh rút tiền của thiên hạ. Nhiều lần ngay chính trong nội bộ của Hưng cũng có những cuộc sát phạt, thậm chí hớt tay trên của nhau, trong đó đa số là ông Trùm Hưng Hải Phòng giành phần thắng. Quá tức tối vì đại ca giành lấy chén cơm của mình, Phạm Hữu Tước tự là Thành đem lòng căm phẫn, nhen nhóm ý định sát hại đại ca. Sự căm phẫn của Thành một ngày cũng bộc lộ khiến ông Trùm Hưng Hải Phòng để ý. Biết đại ca có thể trừ khử mình nên Thành quyết định ra tay trước. Tối ngày 15 tháng 6 năm 2006, Thành đi cùng với ba đối tượng lạ mặt tìm đến nhà của Hưng với một cả axit 2 lít đậm đặc. Ý định của hắn là muốn đưa đại ca của mình về Suối Vàng. Qua thăm dò, Thành biết được tối hôm đó Hưng sẽ ở căn nhà số 2/2A, đường Đồng Khởi, khu phố 6, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa nên mai phục sẵn. Tuy vậy, cả buổi tối hôm ấy ông Trùm không lộ mặt khiến cho Thành sốt ruột. Nghĩ trước sau gì thì cũng phải ra tay nên nhóm của Thành quyết định bước tới gõ cửa nhà của Hưng. Ngay lập tức một gã đàn ông ra mở cửa. Chỉ đợi có thế, Thành tạt thẳng cả axit vào gã đàn ông ấy rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhưng Thành đâu có ngờ kẻ mà hắn ám hại lại không phải là ông Trùm Hưng Hải Phòng mà là Lê Văn Hùng, tức là Soi, một đàn em thân tín của Hưng Hải Phòng. Nhìn thấy đàn em của mình lăn lóc trong đau đớn, Hưng Hải Phòng uất ức trào dâng. Ngay trong đêm, hắn huy động đàn em tìm bằng được Thành để thanh toán tên phản trắc. Nhưng tối đó thì Thành đã cao chạy xa bay, Hưng Hải Phòng không cho đàn em lộ tin tức ra ngoài. Bành trướng từ cái chết bí ẩn. Ngay sau khi Phạm Hữu Tước, tức là Thành, gây án thì hắn đã trốn biệt lên tỉnh Lâm Đồng để hoạt động. Kế hoạch sát hại của Thành đã thất bại. Hắn đã tạo nên mối thâm thù với ông Trùm Hưng Hải Phòng. Tuy vụ tạt axit không lấy đi sinh mạng của Soi, nhưng với ông Trùm Hưng Hải Phòng thì là một sự đe dọa lớn. Mối hiểm họa khôn lường ấy khiến cho Hưng ngày đêm nơm nớp quyết tìm bằng được Thành để rửa hận. Một thời gian dài, Hưng lưu tâm vụ này và tung đàn em ra khắp hang cùng ngõ hẻm tìm cho ra kẻ phản trắc. Mọi hành động của ông Trùm Hưng Hải Phòng nhằm khẳng định uy thế, uy tín thủ lĩnh, đồng thời cũng tránh điều tiếng chê bai của đàn em rằng hắn là kẻ hèn nhát. Bởi vậy, hành động của Hưng Hải Phòng khiến cho giới giang hồ không thể nào lường được y sẽ làm gì và năng lực tới đâu. Tung tích của Thành trốn ở miệt vườn Lâm Đồng nhanh chóng bị tai mắt của Hưng Hải Phòng điều tra được. Sau hơn nửa năm rời Đồng Nai, Thành ung dung hoạt động bài bạc trên cao nguyên mà ngỡ rằng hắn đã an toàn. Hắn đâu ngờ vào ngày 3 tháng 1 năm 2007, khi đi ngang khu vực hẻo lánh thuộc xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, hắn đột nhiên bị 4 thanh niên chặn đường rút dao lạnh lùng tức vì mạng sống. Cái chết của Thành bí ẩn không để lại manh mối gì khiến cho cơ quan chức năng khó khăn. Ban đầu chỉ điều tra được 4 kẻ gây án là người Hải Phòng.
Sau khi Thành bị giết, dư luận và đặc biệt là giới giang hồ Đồng Nai bắt đầu đồn đoán rằng kẻ đứng sau vụ thanh toán đó chính là Hưng Hải Phòng. Cũng từ những đồn đoán ấy mà ông trùm Hưng Hải Phòng tự dưng được giới giang hồ nể sợ. Sau khi tiếng tăm được đồn đại, Hưng càng thể hiện được vị trí đàn anh với giới giang hồ Hải Phòng đang phục vụ cho y. Hàng loạt đối tượng cộm cán khác không mời mà đến cũng nguyện phục vụ dưới trướng của Hưng, như Nguyễn Bùi Đức Cường sinh năm 1970, Trần Danh Đoàn tức là Đoàn Bốm sinh năm 1977, Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Ngọc Anh tức là Thông Điểu, Nguyễn Trọng Hoàng tức là Hoàng Canh, Dương Văn Bằng tức là Bằng Heo sinh năm 1973, Âu Văn Mai tức là Mai Sò sinh năm 1960, Tú Lạc Lê Văn Sánh sinh năm 1966, Phan Kim Châu tức là Châu Cao sinh năm 1977, Nguyễn Văn Bảy tức là Bảy Hói sinh năm 1976, Nguyễn Văn Long tức là Long Què sinh năm 1968, Bùi Đức Tiến sinh năm 1977, Vũ Minh Tuấn sinh năm 1979. Đất Biên Hòa đột nhiên có hai gã lưu manh dần trở thành kẻ thù không đội trời chung. Trong khi Long Thanh ra sức kiếm tiền bằng những hoạt động phi pháp thì Hưng Hải Phòng dựa vào đàn em có máu mặt đã uy hiếp thâu tóm nhiều băng nhóm nhỏ khác. Cũng chính bởi thế mà những món lợi bất chính vào với Hưng ngày càng nhiều. Trừ băng nhóm của Long Thanh ở đất Đồng Nai, không có một băng nhóm nào dám đương đầu với Hưng. Mỗi lần có dịp ghé thăm băng nhóm nào là Hưng lại chỉ đạo đàn em dùng thế lực để áp đảo đối phương nhằm chiếm địa bàn. Địa bàn hoạt động của băng nhóm Hưng Hải Phòng trải từ thành phố Biên Hòa đến các huyện lân cận như Nhân Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom. Ngoài hoạt động mở rộng địa bàn, khi có mâu thuẫn với các băng nhóm khác mà Hưng cảm thấy không qua được thì hắn chủ động đứng ra dàn xếp ổn thỏa như ý. Và trên đây là phần 1 về giang hồ khét tiếng Đồng Nai. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy đón chờ phần 2 về cách thức các băng nhóm tại Đồng Nai thanh toán nhau như thế nào. Video của chúng tôi đến đây là hết. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share ủng hộ về đại bàn có thêm động lực ra thêm nhiều clip hay phục vụ quý vị. Giờ đây xin chào, hẹn gặp lại các clip tiếp theo.